Nghe 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 nói ẩm thực làng chài Kim Thon ngon lắm. Đó. Ủa khoan. Cái gì? Tôi chưa có hỏi cái gì hết mà ẩm thực làng chài. Biết tôi hẹn ra đây để làm gì không? Thì mày hẹn mày nói mày đi đi ăn. Giờ tôi nói bạn nghe nè. Thí dụ mà mình đi Vũng Tàu á, đi du lịch, đi tắm biển. Thì thí dụ ăn hải sản thì các địa điểm này chúng ta thì không có xa lạ gì nữa. Nhưng mà ví dụ như có những Phật tử hay có những cái người mà người ta ăn chay, rồi mình ra Vũng Tàu rồi mình ghé đâu? Nhưng mà thì... quán chay này đi Vũng Tàu là ngang luôn á. Mày hỏi đúng người đó. Tao nghe nói là mới biết một cái địa chỉ, mỗi lần mày đi ngang Vũng Tàu đây á là mày phải biết cái chỗ mà đi, phải đi ngang chỗ này nè. Ngang đi Vũng Tàu là phải đi ngang cái chỗ này. Là chỗ tao nào? Là cái làng ẩm thực làng chay của Kim Thoa. Địa chỉ là quốc lộ 51 ở Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu. Trời ơi, nó nằm gần ở chỗ mà cái ngã ba mà cái góc Nguyễn Trãi đó. Nhưng mà đến chỗ này thì chúng ta có cái gì đặc biệt? Nè, nghe nói là đi ngang Vũng Tàu là đi ngang cái làng ẩm thực chay Kim Thoa. Ừ. Mà có gì? Có đồ chay ngon lắm. Ngon lắm hả? Đồ chay thôi. Chỉ có đồ chay thôi, đơn giản vậy thôi hả? Và có nhiều cái kiosk để cho thuê bán đồ chay nữa. Mình mấy anh em mình vô ăn ngon là mình muốn một cái kiosk để mình bán cơm tấm chay luôn nha. Phú Quý giới thiệu đi. Hổng. Dạ bác Quý. Giỏi. Bác nói bà chủ ở đây á thương lắm. Bà mệt. Có em bé phải. Phải không? Đúng rồi. Thế tội nghiệp lắm cho nên là kêu gia đình đi ngang ghé đây ăn ủng hộ. Thấy được không? Được. Bà chủ có em bé là hoa hậu Kim Thoa hả? Tới quán Kim Thoa rồi kìa, tới ẩm thực chay Kim Thoa, ngừng lại. Kìa kìa bà chủ Kim Thoa kìa, làm như hình như bà có em bé thiệt á. Chứ không lẽ em bé giả? Trời đất ơi. Thấy cưng ghê. Làng chay em rất ngon, món gì cũng có, ngon thiệt là ngon. Ai đi miền Tây cũng ghé về đây, ghé lại nơi đây dùng món chay. Ai qua miền Đông hãy đến miền Trung, miền Bắc miền nào cũng có ở đây. Ẩm thực chay làng quê Kim Thoa, ẩm thực chay. Kim Thoa đến nơi này cái gì cũng có, nhiều quán chay xinh xinh nho nhỏ, nhưng một làng ẩm thực thiệt là to. Đến đây rồi cảm giác thật an nhiên, đến đây rồi cảm giác thật thánh thiện, đến đây rồi cảm thấy thật là hiền, đến đây rồi mệt mỏi sẽ tan biến. Ẩm thực chay làng quê Kim Thoa ngon sạch sẽ, không gian rất mát mẻ, ngon bổ rẻ, ẩm thực rất muôn màu, sức khỏe dồi dào làng chay Kim Thoa. Nơi đây dùng món chay, làng chay em rất ngon, món gì cũng có, ngon thiệt là ngon. Ai đi miền Tây cũng ghé về đây, ghé lại nơi đây dùng món chay. Ai qua miền Đông hãy đến miền Trung, miền Bắc miền nào cũng có ở đây. Ẩm thực chay làng quê Kim Thoa, ẩm thực chay. Cơ thể quê hương ta quay về. Ẩm
mình quê hương. Hương chay hương vị đậm đà, hương sen bát ngát, hương tình quê.